trip bên này được luôn. Hay là qua kia ăn tùy em, là ăn đây đi tầm còn quay mà. Ừ, ta xếp đây luôn, xếp anh chị khẩu năng xong hết rồi, ok rồi, không ăn rồi, qua lại bên Mỹ hết rồi nha. Dạ. Bảo là hay cơm luôn. Rồi cắn. Đây nó vàng không thôi. Dạ. Vàng nó tranh thủ qua kia nha. Dạ. Nhạc mình lớn chút đi. Trời ơi, cái cây mà ổng dánh mà ổng dám leo lên vậy hả? Cái cây này chắc không em? Các bạn luôn. Con xuống dậy đi. Nè, rồi review chỗ này chút xíu cho bác đi. Hello các bạn. Hello các bạn. Các bạn thấy người đẹp không? Hả? Đẹp không? Đẹp không? Chú lưng mập của quán này nè. Dạ con. Không, dạ, người đang đứng ở trong cái khu gọi là khu du lịch thôi bà bác hay khu cà phê? Cà phê cắm trại. Đây là khu cà phê cắm trại Macakem. Thì đây là chú lưng mập Maca đã chân ngư và chị Vít vào đây quay hình. Đây các bạn, rất là nhiều cảnh luôn. Đó, một đống cái lều luôn. Nhưng mà ở đây tầm 8 ngày là ngư sẽ ở mỗi ngày cái lều đó các bạn. Chị Vít ơi, say hello. Bonjour madame. Đây là chị Vít. Ở lộ. Sorry. Đây là chị Cindy Kuta from Iowa nhất đài. Chị Cindy chụp hình đúng vậy không? Hello. Dạ. Chụp nè. Đẹp quá. Một lần nãy con xin cảm ơn chú lưng mập Maca đã cho con với chị Vít vào một chỗ quay hình rất là lý tưởng. Mặt trời mọc đằng tây. Ủa, mặt trời mọc đằng tây hay mặt trời lặn đằng đông? Nói chung là có một cái buổi hoàng hôn rất là đẹp luôn. Lo quá ai tài. Các bạn hãy tới đây check in nha. Nước cũng hơi bị ngon luôn, ngư là uống cam đào xả hạt chia. Ngư cảm thấy rất là ngon. Này, có đào nữa mà ngư chưa ăn. Ông ơi, pour shot nào. Đây mấy cô chú bên Maca Cam đang hỗ trợ đốt lửa nha. Ghê quá, nó giật ra thấy ghê thiệt luôn á. Phá hả? Dễ luôn à. Thấy nó đen quá, tội nghiệp nó dễ cho nó màu trắng. Đi
đó, với người quay mặt vô đống lửa thôi. Gu hậu hả? Gu hậu hả? Mày cứu nha tụi con. Yêu lấy cái kia đi. Lấy ra là đi đi. Tôi xin đi nói phải không? Chị xin đi cho tôi xem họ giống gì mất tay. Nói anh Bình phải không? Chị Lan nói. À. Xin đi con Lan trong xe được không? Mọi người qua xe bên của Diên Đình ngồi, con Diên Đình ngồi đi con. Bên đó ngồi, bên đó vali nhiều. Đang ghe rồi xuống đi. Rồi. Thấy hiểu mất tiêu là biết lố rồi đó, ghe lố rồi đó. Dừng hai. Đứng sát vô đúng không? Không, để nó đi, bỏ được đi lên. Bỏ được đi lên. Kinh nghiệm mà hả? Sắp mấy bữa rồi. Mình ngồi đây đi. Sao? Tụi em ngồi đây đi. Nè, ăn giấy uống bia ngồi kế anh nè.